Chúng ta đã thấy trong ngày hôm qua ngay lập tức khi mà Bitcoin nó chạm lên đến cái vùng 29.000 thì nó đã bị đẩy xuống và có một cái lực xả rất là mạnh khiến cho giá nó ngay lập tức nó quay về lại ở dưới khu vực là 28.000 và thậm chí là tối ngày hôm qua nó còn đẩy giá về test lại đường MA34 ở trên khung H4 là ở vùng 27.700. Như sáng ngày hôm nay anh em nào dậy sớm thì chúng ta cũng đã thấy cái vùng giá này rồi. Và hiện tại thì sau khi test nó đã có một cái nhịp hồi phục lên khá là đẹp. Và liệu rằng Bitcoin nó có một cái nhịp giữ giá ở quanh đây để chúng ta có thể đón được cái sóng oncoin trong cái nhịp đi lần này của thị trường hay là không. Và trước khi chúng ta tiếp tục nội dung chính của ngày hôm nay, nếu các bạn là trader mới trên thị trường hoặc các bạn đang cần tìm một nơi để cập nhật thêm những tin tức, những tín hiệu, kế hoạch giao dịch ngắn hạn và dài hạn về Bitcoin, Oncoin ở thị trường crypto hoặc thị trường Forex như vàng, dầu, những cặp chỉ số thì các bạn hãy tham gia nhóm Telegram Farm Trading với mình để cùng giao lưu và chia sẻ. Đây là nhóm hoàn toàn miễn phí và để tham gia thì các bạn vào trong phần mô tả ở dưới bất kỳ video nào của mình, kéo xuống phần phía dưới, các bạn bấm vào đường link này t mi farmtradingchannel bên cạnh đó các bạn muốn quan tâm đến các kênh có nhiều kèo tín hiệu với chất lượng cao hơn thì các bạn có thể bấm vào hai đường link này để vào kênh Forex miễn phí và kênh VIP Crypto. Anh em đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Farm Trading ở đây và ấn vào hình chuông thông báo tất cả này để mỗi khi mình ra video mới mọi người sẽ nhận được thông báo ngay mà không bị bỏ sót. Và để tiếp tục thì chúng ta hãy đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay. Farm Trading Hello xin chào tất cả anh em đã đến với channel của Farm Trading ngày hôm nay chúng ta đang ở ngày cuối cùng của tháng 3 và cũng là ngày giao dịch cuối cùng ngày thứ sáu ở bên các cái thị trường tài chính như vậy và chỉ còn một ngày hôm nay nữa thôi thì cây nến tháng nó sẽ đóng lại thì chúng ta cùng nhau review lại một xíu xem thử nến tháng nó có thay đổi gì so với ngày hôm qua hay không hiện tại thì nó vẫn giữ nguyên theo cái plan trong ngày hôm qua mà chúng ta đã cùng nhau cập nhật và thậm chí là nó còn tốt hơn khi mà cái vùng giá ngày hôm qua nó đã có một cái sự tăng lên test lại khu vực 29.000 mặc dù là nó không thành công tuy nhiên là cái vùng giá 28.000 ở đây có vé là vẫn được giữ khá là chắc và kỳ vọng là cái vùng này nó sẽ giữ được giá trên để chúng ta có một cái cây nến tháng đóng như thế này và nếu thực sự là chúng ta có một cây nến tháng đóng vượt qua khỏi đường mươi 34 thì chắc chắn là gần như cái tỷ lệ trên 50% rất là cao là chúng ta sẽ có được một cái nhịp hồi phục và tăng trưởng tốt trong cái giai đoạn sắp đến khi mà nến tháng là một cái cái cản rất là lớn chứ không phải là một cái cản nhỏ đâu mà nó sẽ vượt qua được đường MA thì chứng tỏ là cái lực hồi phục lần này là nó tương đối tốt và kỳ vọng là nó sẽ ít nhất là nó sẽ lên để test lại những cái đường fibo ở trên khung nến tháng và như ngày hôm qua mình đã nói cho anh em rồi chúng ta sẽ tiếp tục có hai cái vùng fibo ở cao đó là 36 và 42 và ở cái vùng này nến tháng này nó cũng đang trùng với cái đường fibo 236 ở đây là cái khu vực 28.100 thì cho nên là cái vùng giai đoạn hiện tại chúng ta đang giao dịch là 28.300 này đến 29.000 là một cái khu vực cực kỳ quan trọng và gần như nó sẽ định hình cho cái giai đoạn sắp tới tháng 4 và tháng 5 cho nên chúng ta hãy quan sát thật là kỹ đi vào những cái khung nhỏ hơn đầu tiên là khung D1 khung đến ngày thì gần như là nó vẫn chưa có quá là nhiều các cái sự thay đổi về cấu trúc giá ở trên khung đến ngày này chỉ có là một ngày hôm qua nó đã có một cái cây nến để test lên lại cái vùng là 29.200 và không thành công và ngay lập tức là chúng ta đã có một cái cây nến ngày đóng rút sâu từ trên 29.200 về lại cái khu vực đóng đấy là 28.000 thì chứng tỏ là cái lực bán ở quên cái khu vực là 29.000 này khá là mạnh khi mà giá nó chỉ vừa nhấp lên đến khu vực trên này thì nó ngay lập tức nó bị rơi xuống cho nên là hiện tại cái khu vực mà chúng ta đang dịch là một cái khu vực tranh chấp khá là mạnh và nếu mà anh em nào long có lãi thì chúng ta cũng kênh để chúng ta cân nhắc là chốt ở quên dưới cái khu vực là 29.000 tại vì cái lực ở khu vực trên này khá là chắc và theo mình thấy là không có dễ dàng để mà giá nó chỉ trong một vài cây nến H4 hoặc trong một vài những cái khung nhỏ mà nó có thể vượt qua được cái vùng 29 ngày này đâu. Ngày hôm qua thì trong cái video đầu ngày anh em chúng ta đã đúng khi mà dự đoán là có khả năng trong ngày hôm qua khi mà nóng cái cây nến D1 tốt như thế này thì giá nó sẽ lên nó test lại cái vùng 29.200 và đúng chính xác là đến cái vùng này thì giá nó ngay lập tức bị đẩy xuống. Còn ở cái vùng này thì sau cây nến tối ngày hôm qua nó không test thành công thì nó là bị rơi xuống và nó test lại cái đường EMA34 ở trên khung H4 và và anh em cũng có thể thấy là cái đường này nó phản ứng khá là nhảy với giá khi mà đã có hai cây nến rút râu quay trở lại lên ngay lập tức khi mà nó test MA34 ở trên con H4 này và chúng ta đang thấy là có một cái cây nến hồi phục lên lại sau khi nó test lại đường MA ở cái thời điểm mà chúng mình đang làm video bây giờ và liệu rằng nếu cái nhịp này nó đi tốt thì chúng ta kỳ vọng là nó sẽ lên để nó test lại cái khu vực định cũ là quên ở cái vùng đóng nến là khoảng 28.700 ở đâu đâu ở quên đây này và khi giá nó lên đến đây này thì chúng ta vẫn phải chốt lái và chúng ta ở ngoài để quan sát cái phản ứng giá ở khu vực trên này cái vùng biên mà giá nó đang di say thì gần như là nó cũng không có quá là nhiều những cái thay đổi đâu đây cái vùng này nó vẫn đang còn khá là hiệu quả khi mà giá nó liên tục lên đến khu vực trên này nó bị bật xuống và nó đến dưới này nó sẽ có một cái lực nó để nó được hồi phục quay trở lại và tăng lên và cái đường mình vẽ ở đây là vẫn là giữ nguyên cái quan điểm là quen cái khu vực từ 28.900 lên đến 29.000 vẫn là một cái khu vực cạn khá là cứng khi mà trước đó là một cái cụm sideways rất là lâu trong một cái khoảng thời gian rất là dài của cái giai đoạn tăng trưởng trước thì nó đi trong vòng một tháng ở quanh cái vùng này và sau đó thì nó mới bị break khỏi cái khu vực là 30k và giá nó tiếp tục đa xuống cho nên khi mà giá của chúng ta nó chạm lên đến gần cái khu vực trên này thì chắc chắn là sẽ có một cái lực bán mạnh những cái người người ta đã mua trên này người ta sẽ có cái xu hướng thoát hàng để chốt hòa và reset lại cái tài khoản cho nên đó là cái lý do vì sao ngày hôm qua thị trường nó đã test lại cái cung cầu ở khu vực trên này và ngay lập tức là nó đã bị đạp xuống hiện tại thì có một cái điều mà mình muốn uh, lưu ý cho anh em mặc dù là cũng chưa có thể định hình một cách rõ ràng những cái phản ứng giá đó nó sẽ có cái tác động thế nào đến cái xu hướng giá trong tương lai tuy nhiên là có một cái điều mình để ý đó là cái giai đoạn gần đây hai ngày gần đây thì cái thời điểm thị trường tăng giá đó là thời điểm thị trường châu á hoạt động không phải là thị trường châu âu và châu mỹ thông thường chúng ta thường thấy thì cái khung thời gian hoạt động của bitcoin đó là khi mà tăng giá là nó sẽ tăng vào cái khung giờ buổi khuya theo giờ việt nam tại vì đó chính là cái khung giờ của châu âu và châu mỹ người ta sẽ hoạt động và các cái thị trường tài chính nó sẽ mở cửa và các cái tổ chức lớn nó sẽ bắt đầu mua bán cho dịch nhiều cho nên là cái giá nó sẽ hoạt động mạnh còn là những cái ngày gần đây hai ngày gần đây thì chúng ta đã thấy là ngày hôm qua giá nó sẽ tăng vào cái phiên buổi sáng và nó giảm vào phiên buổi tối và sau đó sáng ngày hôm nay thì cũng có khả năng tức là có khả năng là như thế cũng là tăng vào buổi sáng và giảm vào buổi tối thì liệu rằng đây có phải là một cái nhịp những cái dòng tiền lớn tại vì anh em biết là cái dòng tiền lớn nó đang tập trung ở thị trường nước ngoài ở châu âu và châu mỹ rất là nhiều nhiều hơn so với thị trường châu á đối với thị trường crypto này cho nên là đó có thể là một cái nhịp đầy giá lên vào cái thị trường châu á để fomo và sau đó đến cái lúc à, thời điểm tại thị trường châu âu thì người ta sẽ xả bớt cái hàng này ra thoát hàng hay là không thì đó là chỉ là một cái điều mà mình đang nhận thấy là có cái việc nó khác so với những cái giai đoạn chu kỳ trước thì nhắc nhở lại để cho anh em có một cái sự cân nhắc vào có một cái góc nhìn và anh em có những cái ý kiến và có những cái góc nhìn nào thì có thể là comment ở dưới để cho mình biết về cái tình huống như thế này. Quay trở lại ở trên cái sơ đồ phân tích kỹ thuật thì hiện tại đối với cái vùng giá này thì nó cũng tương đối là dễ chơi mà thôi. Tại vì cái biên độ nó cũng khá là rõ ràng rồi. Dễ chơi tức là chúng ta sẽ nhìn thấy rõ cái xu hướng. Còn lại để mà giao dịch thành công và sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận ở trong cái giai đoạn bây giờ thì nó không có dễ. Tại vì cái biên độ giá ở bây giờ nó đi đang rất là khó chịu và gần như các cái điểm entry ở bây giờ chúng ta vào lệnh long nó đang nằm rất là cao cao hơn so với cái vị thế trước đó và ở càng gần cái vùng cản cái vùng kháng cự ở bên trên thì chúng ta càng không nên bay mà nếu chúng ta xeo xuống thì nó sẽ bị ngược lại với cái xu hướng chính của thị trường đấy vậy nên là cái vùng này là gần như là một cái vùng mà để chúng ta tìm ra một cái entry chúng ta vào lệnh thì nó rất là khó và không có nhiều để chúng ta vào lệnh đâu đặc biệt cả Bitcoin đối với cả OnCoin nữa. Cho nên là có những cái vị thế như thế này thì nếu anh em nào đã vào rồi thì chúng ta bắt giữ thật tốt và chốt lãi khi nó chạm đến những cái cản trên này và chúng ta cũng không có quá kỳ vọng, không quá FOMO vào cái giai đoạn thị trường ở bây giờ. Tại vì bây giờ là cái khu vực giá đang tranh chấp và có thể đảo chiều thay đổi rất là mạnh bất kỳ lúc nào. Vùng này thì anh em đã thấy rồi chúng ta đã có rất là nhiều các cái cây nến H4 mà nó chỉ cần trong một cây nến thôi thì nó đã chạy biên độ vài nghìn giá là chuyện hết sức bình thường. Đấy cho nên là anh em hãy cẩn thận cái khu vực này ở cái vùng này giúp mình tiếp tục qua cái chỉ số khác btc.d là một cái chỉ số đang được quan tâm cực kỳ nhiều ở cái giai đoạn bây giờ thì đầu tiên là chúng ta đã thấy ngày hôm qua btc.d nó đã break qua khỏi khu vực đỉnh cũ trước đó là 47.9% phần trăm và nó đã test lại khu vực là 48%. Tuy nhiên là sau khi test khu vực 48% này thì đây đúng là một cái khu vực cạn mệnh thì dán chỉ số BTC.D ngay lập tức nó bị đạp xuống và thủng khỏi đường MA34. Và hiện tại ở đây thì nó đang có xu hướng là quay trở lên test lại MA34 nhưng mà đang chưa thành công. Và nếu cái nhịp này nó không có thành công được thì khả năng cao là chúng ta sẽ thấy một cái nhịp của BC.D nó sẽ giảm điều chỉnh về lại các cái khu vực dưới này. Khả năng là nó sẽ điều chỉnh về lại cái vùng MA89 ở quanh 46.9, 47.0%. Và khi nếu mà BTC.D nó điều chỉnh ở dưới này thì mình nghĩ khả năng là Bitcoin on coin, On coin nó sẽ có một cái nhịp tăng trưởng khá là tốt ở cái thời điểm khi mà Bitcoin dom nó giảm điều chỉnh trong ngày hôm nay. Tại vì sau cái pha giảm tối ngày hôm qua của Bitcoin rơi từ cái khu vực là 28.700 về đến là 27.600, tức là nó đi 1.000 giá nhưng mà Oncoin nó lại không có bị giảm quá là mạnh tại vì nó đã bị giảm nhiều ở giai đoạn trước đó rồi và thậm chí nó đã có những cái sự hồi phục khá là ấn tượng. Đây gần như tất cả những cái đồng Oncoin nó đều tăng mạnh vào cái giai đoạn buổi sáng ngày hôm nay khi mà Bitcoin nó có một cái sự tăng hồi phục từ khu vực 28.000 lên đến 28.300 thì Oncoin nó đã tăng rất là mạnh. Thì cái lực hiện tại của Oncoin nó đang được giữ khá là cứng, khá là chắc cho nên là tối từ tối ngày hôm qua mình quan sát thì thấy là cái lực giảm của Bitcoin nó mạnh nhưng mà cái lực giảm của Oncoin nó không có bị ảnh hưởng quá là nhiều cho nên là nếu mà trong ngày hôm nay Bitcoin nó duy trì ở quanh cái khu vực trên này và BTC.D nó có những cái nhịp không test lại trên cái khu vực M34 thành công thì khả năng là chúng ta sẽ thấy kỳ vọng là sẽ có một cái đợt sóng Oncoin nhẹ trong ngày hôm nay và đó là cái cơ hội để chúng ta vào các cái lệnh long để chúng ta thu được nhiều lợi nhuận trong ngày hôm nay nếu mà cái nhịp sóng đó xảy ra thì chúng ta hãy cố gắng bám sát và quan sát thật kỹ nhé USDT.D thì nó đi đúng theo cái plan hôm qua thì nó test lên khu vực ở trên này test lên là cái cụm MA34 89 và 200 thì hiện tại nó đã không có test thành công và có một cây nến H4 rút râu ở đây đang kỳ vọng là USDT.D nó tiếp tục quay trở lại cái xu hướng giảm và đối với cái vùng Fibo cho cái nhịp giảm này chúng ta thử đo thì nó sẽ trả có kết quả đó là về khu vực Fibo 100% là 6.55% và nếu thực sự là USDT.D nó về đến đây cũng là một cái khu vực hợp lý tại vì đây là một cái khu vực cạn cứng ở phía dưới. Và kèm theo đó đây là Fibo 100% thì nếu mà BC.D, USDT.D nó về đến đây, dòng tiền nó sẽ được chảy ra vào oncoin và đổ vào lại thị trường thì lúc đó chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để giao dịch hơn trong cái thời điểm bây giờ. Và trong ngày hôm nay có lẽ là chúng ta chỉ nên ngồi để chúng ta chờ và khi mà xuất hiện cái cơ hội này xảy ra thì đó chúng ta sẽ tận dụng cái cơ hội này để chúng ta kiếm tiền DSI thì tiếp tục là cái xu hướng giảm ngày hôm trước mình đã vẽ cho mọi người là nó đang đi theo đúng cái kế hoạch này đi sideways đi hẹp dần ở trong cái vùng này và sau đó break out ra trong cái cây nến ngày hôm qua và lúc chiều ngày hôm qua thì đấy nó đã break out ra và nó đang về test lại khu vực đáy cũ thì bên cạnh cái nhịp này thì vàng nó chắc chắn là nó sẽ tăng trưởng quay trở lại và nó đã tăng lên như thế này đây nó đã test lại đường MA và break lên thành công và hiện tại thì nó đã tăng từ khu vực là 1950 lên đến một khu vực là x và có khả năng trong cái nhịp này thì nó sẽ tiếp tục lên để nó test lại khu vực đỉnh cũ ở quanh cái vùng là 2000 thì những anh em nào đã có cái vị thế ở dưới này nếu còn lại thì chúng ta cố gắng giữ còn nếu mà không thì có thể bật ra các khung nhỏ để chúng ta scalp tuy nhiên là cái xu hướng chính của vàng vẫn là xu hướng tăng cho nên là chúng ta hãy nên thuận theo cái xu hướng thì cái tỷ lệ an toàn và cái lợi nhuận của chúng ta sẽ đạt được cao hơn. Hôm qua thì chúng ta đã có vào cái khung giờ 7 h 30 sẽ có cái tin tức về chỉ số GDP của quý trên quý Mỹ và cái chỉ số này nó giảm hơn so với tháng trước và giảm hơn so với kỳ vọng là 0.1% nó cũng không thay đổi quá là nhiều và cũng không ảnh hưởng quá là nhiều đến thị trường. Tỷ lệ thất nghiệp thì nó có một chút cái dấu hiệu là tốt cho thị trường hiện tại khi mà tỷ lệ thất nghiệp này nó tăng cao, tăng cao thì nó sẽ bớt áp lực về cái tình hình lạm phát thì nó là một cái dấu hiệu tốt cho thị trường và tối ngày hôm nay thì sẽ có cái chỉ số là PCE Price Index của tháng trên tháng vào lúc 7 giờ 30 tối và các cái chỉ số Chicago PMI và các chỉ số sau đó thì nó cũng không phải là thực sự quá quan trọng cho nên những cái ngày gần đây thì mình vẫn quan điểm là nó không phải là những cái ngày quá quan trọng và tin tức nó không sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường cho đến là ngày mai thì chúng ta vào lúc 9 giờ sáng ngày mai sẽ có một cái bài phát biểu của một thành viên FOMC thì có khả năng là nếu mà giá nó biến động thì nó sẽ tận dụng những cái bài phát biểu này tại vì trong những cái bài phát biểu nó sẽ đưa ra những cái quan điểm của thị trường quan điểm về cái tình hình lạm phát sắp đến và nếu có những cái quan điểm nào nó đặc biệt cần lưu ý thì thị trường nó sẽ phản ứng ngay cho nên chúng ta hãy uh, cố gắng theo dõi thêm cái tin tức ở cái cuộc họp phát biểu này của FOMC rồi trên đây là toàn bộ cái kế hoạch giao dịch thì về cơ bản nó cũng khá là dễ để thuận tiện và giao dịch mà thôi trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một vài các cái ý chính đầu tiên là khi mà Bitcoin nó test lại vùng 27 28.700 đến 29.000 thì chúng ta ưu tiên chốt lãi sau đó chúng ta quan sát cái nhịp của BTC.D nếu nó không vượt qua được cái vùng MA này cộng với đó là USDT.D nó tiếp tục break và tiếp tục đóng nến đỏ ở dưới khu vực này thì khả năng là chúng ta sẽ có một cái nhịp on coin và lúc đó chúng ta sẽ canh để chúng ta tìm cái entry và on coin thật là tốt để chúng ta tận dụng được cái nhịp sóng này tại vì on coin sau cái pha giảm của Bitcoin ngày hôm qua nó đã test và nó đã chứng tỏ rằng cái lực hồi hiện tại đối với oncoin nó đang khá là chắc khá là tốt thế nên chúng ta hãy tận dụng rồi trên đây là toàn bộ các cái plan giao dịch nhận định về tình hình thị trường cũng như là tình hình giá bitcoin trong ngày hôm nay ngày 31 tháng 3 hôm nay cũng là ngày cuối cùng giao dịch ở bên thị trường forex thì nên em hãy tận dụng cái cơ hội và cái khoảng thời gian này để giao dịch và cũng đừng quên là hiện tại ở bên farm forex bên mình thì hiện tại đang triển khai một cái chương trình mini game khá là hấp dẫn để cho anh em giao dịch forex đua top và những anh em nào muốn tham gia thì vẫn còn một tuần nữa để diễn ra cái chương trình này và chúng ta hãy vào channel telegram thì sẽ có cái kết thúc để tham gia trong đó và anh em hãy tham gia để giành giải thưởng lần này nhé chúc tất cả anh em chúng ta có một ngày mới giao dịch thật là thành công thật là tuyệt vời và thu thật nhiều lợi nhuận xin cảm ơn